Hello tất cả mọi người nhé. Em thưa xin phép được giới thiệu và giao lưu với mọi người một cái rễ hương đá các ông bác. Cái rễ này là được 24kg anh chị bạn nhé. Vân như cẩm luôn đó này, vân rất là đẹp. Đấy, đường kính đầu này là được 13. Có chiều dài này. Chiều dài được 1m. Đầu đây là đường kính được 19 năm. 19 năm, 19, 18. Vân rất là đẹp luôn. Chỗ này là 17 này. Chỗ này cũng 17 này. Là lên đây là 15, 16 này. Nhỏ nhất đây là 13. Vân rất vip luôn các bạn. 24kg. Điều kiện đều ok các bác nhé. Điều kiện đều ok. Đặc nhé, cam kết đặc nhé, không có gì hết. Đặc đây là nó bị tước tí chỗ này này. Đặc cái đầu luôn. Vân đẹp lắm ạ, vân như cầm chỉ luôn. 24kg, rễ hương đá các bạn. Cảm ơn anh chị bạn đồng vị trí lên hộp em số điện thoại là 0338 918 991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.